Đức xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. À, thưa bác, vừa rồi thì cháu Lực có đi xuống cái này, đi xuống nhà em Hưng của bác, thì có bắt gặp là em Quân, là em ấy đang cùng một anh hình như là đi bóc phát hay sao của bác. Thì cháu Lực tiện thể là ghi hình cho tất cả các bác là cùng biết cái cuộc sống hàng ngày của em Quân. Anh ơi, Quân đi bóc phát không anh à? Quân đi bóc phát cho anh mà. Đang ở sau này anh. Vâng, thế em ghi hình chú anh nhá. Ok. Vừa rồi thì thấy anh bảo là Quân à. Quân này à, Quân đang cùng anh đi bóc phát à? Ra đây lâu chưa? Ra lâu rồi. Ra lâu rồi à? Cháu Quân xin chào tất cả các ông bà. Thế còn về tiền công cán cháu Lực cũng chưa có biết. Tiện thể là đang gặp em Quân thì cháu Lực là ghi hình lại luôn quá. Có vẻ như là cũng có khá là nhiều người. Một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 15 tuổi thôi các bác. Nhưng mà em cũng đã biết là những cái công việc mà đi bóc vác như này là công việc mà rất là nặng nề và rất là vất vả đấy. Nhưng mà để mà kiếm được những cái đồng tiền thì em ấy không có ngần ngại vì những công việc cả đấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đang tiện thể là đi xuống nhà của em Hưng các bác đấy, bắt gặp em Quân là cháu Lực là ghi hình lại luôn đấy. Không biết là em ấy ra từ sáng sớm hay là mới ra nữa. Thế Quân là ra bên này lâu chưa? Ừ, ra lâu rồi. Ra lâu rồi à? Khảo ra. Khải. Đây có vẻ như là cái cháu Lực cũng đã nghe em Quân nói rằng là cái công việc mà đi bốc vác này của bác này thì em Quân cũng thường hay đi theo xe của cái ông anh mà lai vật liệu lên cũng như lai xi lai sắt lên của bác. Thế là mỗi lần là Quân lên là anh gọi cho Quân à? Rồi. Gọi cho Quân là lên làm à? Rồi. À. Thế đi như này thì đi theo anh là một ngày hay là đi đi lúc nào mà bóc hết xe thì nghỉ? Lúc nào hết xe là được nghỉ à? Cái Quân là bóc muối sắt thôi là còn là thêm là cả xi nữa. Cả xi nữa. Đấy, Quân có vừa chia sẻ với cháu Lực rằng là bóc thêm cả xi đúng không bác? Thì tiện thể là cháu Lực đang ở đây thì cháu Lực sẽ ghi hình lại những cái thước phim về những cái cuộc sống hàng ngày của em Quân khi mà không còn người bố ở bên cạnh nữa. Một mình em là đi ra ngoài kiếm sống để mà lo được cho ông bà này với lại thêm là cả bé Hiếu nữa. Thế là Quân là tự lấy xe máy xuống hay là đi cùng anh? Lấy xe máy xuống. Là tự lấy xe máy để xuống à? Thế Quân cho anh hỏi đi một ngày như này là anh ấy giả theo là bóc theo tấn hay là giả nguyên một ngày? Nguyên một ngày à? Thế một ngày em đi thì được tập mà bao nhiêu tiền? 100 à? Thế mà theo với lại cái mức mà khi mà các chú bóc thì có được tiền nhiều hơn hay là ít hơn? Vẫn là ngày 100
là ngày 100 rồi à? Thế là bây giờ là đi bóc MC này xuống nào. C thì là bóc ở đây luôn hay là bóc ở chỗ khác? Bóc ở đây luôn à? Thưa cô bác, hiện tại thì năm nay thì Quân cũng đã được 15 tuổi phải không bác? Một cái tuổi mà để mà cái sức lao động ấy thì còn chưa có đủ. Ở nhà thì ông với bà này, với lại thêm bé Hiếu này, để mà cái khả năng mà lao động ấy thì là ai cũng gọi là như ông bà thì là hết cái tuổi lao động rồi. Còn em Quân thì là chưa có được tuổi lao động mấy. Nhưng mà cuộc sống của em thì em ấy vẫn rất là cố gắng để mà kiếm được những cái đồng tiền về trang trải, lo cái cuộc sống của mình. Ê Quân thì lần sau em đi làm những công việc này là phải đeo khẩu trang này, đeo mũ vào mới đi thì sau này mới không ảnh hưởng tới sức khỏe của em đấy. Em xi này nó rất là độc, em hiểu không? Cái bột xi nó rất là độc. Thế là mỗi lần anh lên thì một tuần lên một lần hay là như nào? Một tuần lên một lần này. Một tuần là anh lên một lần à? Thế là anh là dùng anh là gọi điện cho em đúng không? Thế sáng này thì là gọi điện cho em thì em mới biết đường là em ra à? Thế sáng này thì đã giả ở chỗ nào được không hay là chỉ nguyên chỗ này thôi? Chỗ này chỉ là nguyên chỗ này thôi à? Thế là như còn tiền nong mọi cái thì anh đến mấy giờ thì anh đưa cho? Đi bóc hết là đưa luôn. Đi bóc hết là đưa cho à? À ở kia thì có vẻ như là còn còn thêm một hai cái bao xi nữa. Những cái bộ quần áo thì dính xi rất là nhiều này. Giày dép thì là cũng dép thì cũng rách hết rồi à? Giày dép rách thế thì sao không bảo anh để anh mua cho đôi mới? Vẫn còn đi được á? Anh vẫn còn tiền nào, anh vẫn cầm tiền quý của nhà em rất là nhiều mà. Trong cái khoảng thời gian mà khi mà anh xuống chia sẻ đấy thì khó khăn gì thì có thể là bảo cho anh. Anh được thì hôm nay không được làm nhà, tiền được rồi anh. Thế là tiền hôm nay em đi làm nhà, em không tích góp. Cái hôm nữa là nếu mà làm nhà em đưa cho anh. Làm nhà là cũng đưa cho anh nhá. Vâng. Bây giờ hiện tại là cái phần tiền quý của em Quân đấy các bác thì vẫn chưa có đủ để làm nhà. Thì trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong nhận được thêm những cái khoản hỗ trợ của các ông các bà gửi tới cho em Quân. Quân thì năm nay mới có 15 tuổi thôi, nhưng mà em cũng đã biết nghĩ rằng là cái số tiền mà mình làm đi tích góp ra để dư là để vào trong quý để mà làm nhà. Một cái bao xi như này thì thấy là Quân cũng rất là khỏe các bác, nhấc một cái là xuống luôn. Hôm nay thì nếu mà cháu Lực không có đi xuống nhà của em Hưng các bác thì không có bắt gặp là cái cảnh mà em Quân đi bóc phát thêm, đi bóc phát để mà kiếm thêm được những cái đồng tiền về trang trải cho cái cuộc sống cũng như là sinh hoạt hàng ngày của mình. Thế là Quân là ngồi trong cái thùng xe này để mà đi luôn à? Thế đến cái điểm nào mà giả thì là em sẽ giả đấy đúng không? Lại một đi theo xe là từ sáng không biết là đến tối không thì đã hôm nào mà em đi bóc đến tận tối chưa? Yên lên nhà quay đi 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 anh ơi. Thế Quân là nếu mà hôm nào mà bóc sớm thì là được về sớm à? Vâng.
Nếu còn hôm nào mà nếu mà hàng đông thì có em có được được thêm tiền không? Nếu mà hàng nhiều ấy. Nếu mà hàng nhiều thì được 1,2. Nếu mà hàng nhiều thì được thêm tiền đấy đúng không? Ừ. Còn nếu mà hàng ít thì là được ít đúng không? Ừ. Thì có hôm thì là hàng ít thì như tầm độ là 1 tấn xi thì mình có được đến 100.000 không? Có. 100.000 à? Ừ. Nếu mà theo như giá bốc phát thì 1 tấn xi thì đang mới chỉ giả là 30.000 thôi các bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng tùy vào theo xe hàng nữa. Nếu mà xe hàng mà có nhiều thì em sẽ được nhiều, còn có ít thì em sẽ được ít. Thế là bây giờ là giả nốt là thêm là mấy bao xi nữa là được đi về đúng không? Thế em thì đã ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì á? Xuống cái thôn này. Ôi anh ơi, từ từ nha anh ơi. Vui sôi anh ơi. Ôi. Từ từ nha, rồi. Cẩn thận nhá, điện nhá. Bảo anh dừng đi. Thế là Quân là cứ đi theo xe của bác ạ. Đi theo xe là gặp cái gì trở ngại là em mới sẽ lấy ra. Thế là trường hợp mình đi như này thì ăn uống ấy thì anh có lo không? Không lo à? Thế như uống nước như này thì liệu anh có cho nước để uống không? Có à. Thế là ăn cơm là gọi đi vào trong thôn thì là bóc xả xong là mình cũng đi về đúng không? À. Còn nếu là nhà ai là đi nhà người ta thì người ta vẫn hỏi mình nếu chưa ăn thì người ta vẫn cho ăn. À là cho mình ăn đúng không? Có hôm nào mà bóc được về sớm không? Có. Thế là buổi sáng nay là em ra từ mấy giờ? Ra 7 giờ. Ra từ 7 giờ sáng à? À? Hiện tại thì cũng rơi vào tầm là độ là 1 giờ rồi các bác. Đấy, dưới một cái ánh nắng mà không thấy là đội mũ luôn. Quân đi làm như này thì phải đội mũ đi chứ thì mới được chứ. Từ từ anh ơi. Rồi. Bên kia nó từ từ nha, bảo anh từ từ nha. Đi nữa. Rồi. Sáng nay tối giờ em lấy cỏ xong là vừa về anh đã gọi rồi, anh vẫn chưa kịp ăn sáng đã về. Anh gọi là ra luôn à? Dạ. Anh cho em hỏi là cái thằng cu em ấy là anh lên thì hay đi theo anh à? Ừ, tuần nào anh lên thì anh gọi cu em đi mà. Thế vừa rồi thì thấy em ấy kể vào là mỗi chuyến ấy, nếu mà ít hàng thì được 100.000, còn nếu mà được nhiều hàng thì sẽ là được thêm mà anh. Ừ, anh cho thêm à? Vâng. Thì hoàn cảnh cũng khó khăn đấy. Vâng. Ừ. Đi này nếu mà em thấy là 1 tấn xi này mà thấy là ở trên là người ta mới giả có 30.000 thôi. Đúng rồi. Thì anh thấy hoàn cảnh của anh giả 40.000 một tấn mà. Vâng. Thương nó. À, như anh thì chắc là cũng biết là hoàn cảnh về Quân rất là gió anh nhỉ. Đúng rồi. Đây, em cũng thay mặt Quân với lại gia đình Quân là cảm ơn anh. Đấy đã tạo điều kiện là giúp ấy giúp cho em ấy có một công việc hàng tuần. Ok. 1 tấn như này thì độ tầm bao nhiêu bao xi anh, 1 tấn đấy? Được 20 bao à? À, chỗ này 4 tấn thì nó rơi vào 80 bao. 80 bao. Vừa rồi là ở bên kia thì em thấy là có đông người bóc hơn, nhưng mà ra bên này thì thấy là một mình em ấy là bóc. Thế là đội vừa rồi giả hàng bên kia là gia đình người ta hộ đúng không? Đúng rồi, gia đình người ta hộ thôi. Vâng. Còn ở bên này là một mình Quân chứ phải làm. Vâng. Nếu mà như mà hôm nào mà nhiều hàng quá thì là
Quân tự làm hay là anh cũng phụ cho Quân? Anh cũng giúp cho Quân mà. Giúp cho Quân à? Và anh Quân thì là một cái cậu bé mà rất là chịu khó các bác ạ. Không chỉ là siêng năng ở trong gia đình mà đi ra ngoài làm thì em ấy làm rất là chăm chỉ thì cũng được rất là nhiều người là muốn thuê Quân để mà làm. Như vừa rồi anh lái xe này thì cũng thương Quân, giúp cho Quân để có lâu lâu thì anh mới lên một lần thôi, chứ không phải là anh ấy lên suốt. Nếu mà lên suốt thì người ta lại giả cho Quân là một cái mức giá khác. Vậy bây giờ thì cháu Lực sẽ đợi em Quân là bóc xem là Quân bóc được bóc chỗ này xem là được bao nhiêu tiền, thì cháu Lực cũng sẽ lại di chuyển đi xuống nhà của em Hưng một chút cô bác ạ. Hãy tình cờ là đi xuống đây bắt gặp em Hưng thì cháu Lực mới ghi hình lại thôi cô bác. Thưa các bác, vừa rồi thì em Quân cũng vừa mới bóc xi xong rồi các bác ạ. Đây thì em Quân đi làm thì chắc là cũng không có hộ được cho em Quân là bao nhiêu cả. Đấy, toát hết cả mồ hôi đấy Quân nhờ. Đấy, để mà kiếm được tiền thì nó không phải là một bước dễ dàng gì cô bác ạ. Quân thì cũng phải lao động đi rất là nhiều. Ôi, từ từ từ. Tôi phải cười dây ra có ra. Nhân chờ lên rồi anh. Ở kia. Để tí em đóng thử rồi nhé. Không gọi lại. Từ em. Cái Quân thì một tí là có đi theo anh để về nhà nó không hay là bây giờ em tự về nhà. Tự về nhà. Đây, phải kia đây. Đây, anh ơi, thả bên đây đó. Em lắp xa bên này. Thả lắp xa đó. Anh đi. Thả được không? Được. Đi thả cho. Được rồi anh. Thả lại chứ. Như Quân này đi theo anh thì được tầm mấy tháng rồi anh? Được 3-4 tháng rồi. Được 3-4 tháng này rồi à? Ừ. Thế là Quân đi thì em cũng chưa có gặp anh ra bên này Quân lần nào. Thế cũng chỉ bảo là thường là đi theo anh để mà đi bốc vác nữa. Ừ. Bên em không để được vào. Bên em không để được vào. Cười nó kia chưa? Cười rồi. Này thì nếu mà anh có hàng thì anh mới lên hả anh? Ừ. Cứ một tuần anh lên 3 chuyến. Một tuần là lên 3 chuyến à? 3 chuyến. Có tuần nào mà anh lên một chuyến không? Không. À. Thank you.
Đẩy nó lên nha, đẩy nó. Thế Quân là bây giờ là cũng xong rồi đúng không? Là được về đúng không bây giờ ấy? Đấy, cô bác này đi là dính hết cả bụi vào người hết. Đi bóc xì này thì dính hết cả bụi vào người hết cô bác. Thế là tiền công của Quân là hôm nay đúng không? À. Đấy, bây giờ thì đi lên trên chỗ phòng trọ của anh tắm đã nhá. Đấy rồi thì đi ăn uống sau. Có nghĩa là chắc là Quân giờ này là cũng đói ấy nhỉ? Thế là bây giờ anh sẽ đưa Quân là đi ăn phở đấy nhá. Đấy. Bây giờ thì chắc là cháu Lực không xuống được dưới nhà của em Hưng đúng không các bác ạ? Để một tí nữa cháu Lực đưa em Quân đi về đến nhà đó. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Quân là lên tới cái chỗ trọ của cháu Lực rồi, cho em Quân tắm rửa và mua cho em thêm là một bộ quần áo nữa. Phải nói là khi mà đi nhìn thấy em Quân làm những công việc này, bóc vác này, cô bác này, nhìn trong em rất là tội, có vẻ như là như kiểu là bị một ai đó bắt nạt đấy cô bác. Đấy, nhưng mà cũng không phải cô bác nhá. Ở đây là khi mà người ta đã thuê mình rồi, người ta không muốn bỏ sức ra thì người ta mới thuê người khác để mà làm rồi. Đấy. Và như Quân thì là anh ấy có nói với anh rằng là có tuần thì là anh ấy lên một lần và có tuần thì anh ấy lên ba lần à. Thế nên là thường là gọi cho em à. Thế có bao giờ mà anh ấy đã quỵt tiền em lần nào chưa? Anh ấy chưa. Chưa à? Thế là vừa rồi thì hôm nay thì ít hàng cô bác, thành ra là giả hàng xong em Quân thì cũng về sớm. Sáng nay thì đi đến làm đến tầm là 17 giờ đi à? 7 giờ, 7 giờ là gặp anh ấy à? Vâng. Thế là đi giả như này thì hôm nay đi giả bao nhiêu chỗ? Giả là 2 chỗ thôi. Giả là 2 chỗ thôi à? Vâng. Thế là giả 2 chỗ là cũng được là được rồi đúng không? Vâng. Là được 100.000 à? Vâng. Ở trên xá thì có vẻ như là đợt này có gió rất là nhiều các bác. Trên này thì cháu Lực có làm một cái mãi trên này của bác này, vừa rồi thì bị gió thổi là bay ba cái miếng poro luôn, tí nữa thì sập ở trên này. Bây giờ thì sẽ đưa Quân là đi ra kia là mua cho em Quân là một đôi dép đã cô bác ạ, và đưa em Quân là đi ăn đã. Quân thì đã đến giờ này thì đã đói chưa? Em cũng đói rồi. Cũng đói rồi à? Đã. Có những hôm mà có hôm nào mà đi làm đến tận là đến tối muộn mới về không? Em có. Có à? Thế có, hôm đấy có thế... hôm là làm đến 7 giờ, 7 giờ tối. Làm đến 7 giờ à? Vâng. Thế hôm đấy thì có được nhiều tiền hơn không? Có. Hôm đấy thì là được nhiều tiền hơn. Vâng. Thế nhiều nhất thì anh ấy giả là tầm mà độ bao nhiêu tiền? Hôm em đi đến 7 giờ là được 150 ạ. Đến 7 giờ là được 150 à? Vâng. Cô à? Ê, buổi em anh ấy lên là gọi cho em là đến lên xá này để mà đón hay là em phải ngồi xe máy đi đâu không? Em ngồi xe đi dưới kia gặp anh đấy. Ngồi xe dưới kia à? Vâng. Thế là trước kia mà nếu mà chưa có xe thì là đến đâu? Đi bộ đi thôi. Là đi bộ đi à? Vâng. Mà nếu mà đi bộ đi xa thế làm sao mà đi được? Có lúc cũng nếu mà xa quá anh đấy cũng không gọi được. Xa quá là cũng không gọi à? Vâng. Có vẻ như là thời tiết mấy hôm nay rất là nắng cô bác ạ. Quân thì ăn phở hay là ăn gì? Em ăn phở. Phở nhá. Vâng. Anh cho Quân đi mua cho Quân là một đôi dép đá nhá. Vâng. Đôi dép thì có vẻ như là nhìn thấy là cũng khá là lâu rồi. Vào đây xem là có dép không. Có dép không chị? Có à? Đấy, Quân chọn đi, Quân xem là mua dép gì.
một dép nào mà đi nó chắc chân hơn nhá. Như dép của Quân này đi thì không có trượt chắc mấy đâu. Dép này Quân là đi của ai hay là trước đi mua đấy? Trước là em mua. Trước là mua à? Vâng. Đôi đấy mấy đứa đi to lắm. Đi đôi nào mà nó vừa chân rồi. Ở đây thì đi chân thì đi như cái thuyền này các bác này. Dép ấy chọn to quá rồi, dép này thì cũng đi lâu quá rồi. Vừa chân chưa? Vừa rồi. Vừa đúng không? Vâng. Đôi này bao nhiêu tiền đấy chị? 50.000 à? Đi luôn đi, lấy dép kia để vào trong túi luôn, dép cũ rồi. Dép đấy thì rách rồi, đi làm sao được nữa. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Dép này thì làm sao mà đi được nữa, gọi là chỉ đem về đến nhà đâu, lúc nào mà không có thì mới dùng thôi. Em cảm ơn nhé, về đây. Cháu về nhé cô. Vừa rồi thì cũng cho em Quân là đi mua dép xong rồi. Bây giờ thì chắc là Quân cũng khá là đói rồi cũng á. Cho Quân là đi ăn đã. Ôi hình như hết phở sao rồi nhỉ? Con phở không bà? Con phở không? Dạ. Làm cho hai bát phở rồi bà ơi. Vâng. Làm hai bát rồi. Cho hai bát phở ơi. Cái quán ăn này thì cháu Lực cũng đã ghi hình đến rất là nhiều lần rồi cô bác. Nhà mình ngồi ngồi với đại bà đi, ngồi với bà cho nó mát một chút. Quân bật mấy quạt bên kia đi. Ở hư ra này. Ở hư ra. Văn này này, phải tâm ăn nung mở được đấy. Văn này phải tâm ăn nung mở được đấy này. Vâng, hai bát. Có cháu hai bát phở mà. Tôi cắm một tí quạt nóng quá. Thời tiết vừa nắng lại vừa có gió rất là nhiều các bác, gió lốc ấy. Có lẽ là tối hôm nay sẽ là một cái trận mưa rất là lớn. Đấy, tôi có bác hôm nay thì một cái thức phim mà rất là tình cờ các bác ạ. Cháu Lực cũng có đi xuống cái nhà của em Hưng ấy, thành ra là mới bắt gặp em Quân là đi làm cái cảnh mà bóc văn này, cho xin vào nhá. Xin. Vâng. Cái gia vị bát phở trên trên xá thì cũng chỉ có là mắm muối mì chính thôi. Anh nhìn cái cảnh mà Quân đi bốc vác như này thì thật sự ra rất là thương em cô bác ạ.
một cái cậu bé mà năm nay mới 15 tuổi thôi đã phải đi làm những công việc mà tưởng chừng đâu là em ấy, tưởng chừng đâu là với cái sức của em thì là không có bao giờ mà để mà làm được cái cô bác đấy. Tuy nhiên thì do cái cuộc sống này, cái hoàn cảnh nó rơi vào thế để bắt buộc là mình phải làm những công việc như này. Cái tiền này là em về là cho bà giữ hay là em tự ở túi riêng? Em tự giữ riêng ạ. Tự giữ riêng ạ. Đây là mỗi lần mà đi đâu làm gì về là về là mình giữ tiền riêng, là ông bà mà uống đâu thì trích cái tiền đấy ra. Bây giờ thì xin mời tất cả các ông bà, con chú, anh chị là cùng hai anh em nán Phật. Mong rằng là ông với bà thì lúc nào cũng luôn luôn khỏe mạnh để cho em Quân không có phải lo cái tiền thuốc men là nhiều. Con mời tất cả các ông bà, con chú, anh chị cùng con ăn phở. Quân này ăn nhanh lên nhá. Nếu mà ăn một bát mà chưa no thì là ăn hai bát nhá. Bóc bác này thì chắc là làm cái công việc mà rất là nặng, thành ra là rất là đói, đói rất là nhanh nha các bác. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Đức cũng đã cùng em Quân là đi ăn uống là về tới phòng trọ rồi. Thì có lẽ là bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, thì sẽ để em Quân là tự lấy xe máy để mà đi về. Như sang xe thì còn về đến nhà không? Còn ạ. Còn về đến nhà đúng không? Vâng. Đấy, lần sau nếu mà đi làm được công việc gì mà nó bị bụi bậm quá đấy nhá. Vâng. Thì em nên đeo khẩu trang vào. Vâng. Và mũ thì là cho anh hỏi thật là trước mũ anh gửi cho Quân là mũ đúng không? Vâng ạ. Đấy, nhưng mà hiện tại là mũ em còn không? Còn ạ. Còn đúng không? Vâng. Thế thì lần sau đi ra nắng như này này, đi xe thì phải đội mũ. Còn không không đi xe thì nếu mà nắng quá thì mình nên đội mũ vào. Vâng. Nhá. Để cho thứ nhất là khi mà các bác gửi mũ cho em này, em vẫn có mũ rồi mà em không có đeo hay là em không có đi gì cả. Nhưng thậm chí là những cái bộ quần áo các bác gửi cho các em rất là nhiều mà các em không mặc. Khi mà anh ghi hình lên thì các bác thấy các em là mặc những cái bộ quần áo mà nó thật sự là anh, lúc anh nhìn anh cũng không phải là anh chê bai các em gì cả, nhưng mà nó không đâu vào đâu cả. Vâng. Nó không có một chút gọi là như kiểu là quần áo không phải là các bác gửi cho em. Đấy, quần áo nó mà to quá thì cất đi để sang năm em mặc. Quần áo nào nhỏ quá em không mặc vừa thì em có thể là chia sẻ những cái bộ đấy cho các em ở xung quanh nhà em. Thì sau này khi mà mình có làm gì, điều một làm cái gì đó thì các em mới ra giúp. Đấy, hàng xóm mới ra giúp nhá. Đấy, còn hôm qua thì cháu Lực cũng lấy được một ít mật ong của em Quân lên cái bác này. Hiện tại thì cháu Lực cũng còn chưa có đổ ra chai đâu. Mật ong này thì là rất là đặc. Nhưng bạn có thể lấy cho mình một cái cốc hay không, đổ cái chất lượng cái mật ong cho tất cả các bác cùng xem cái mật ong của em Quân là như thế nào các bác nhé. Đấy, còn ở phía trên tay của cháu Lực cầm này các bác này, thì đây là mật ong rừng. Đấy, mật ong rừng thì màu nó sẽ nhẹ hơn một chút các bác. Còn mật ong khoái này các bác này thì màu của nó là nó sẽ màu nó đậm hơn. Đấy, màu nó như kiểu là nó đỏ hơn các bác. Có những tổ mật ong thì nó rất là đen các bác ạ. Tại vì là nó là tổ lâu năm rồi, cho nên là người ta mới đi khai thác được cái tổ mà nó lâu năm như vậy. Đấy, còn phía bên tay phải của cháu Lực này các bác này, bên tay trái thì là bên này là cái mật ong hoa bạc hà này các bác. Hoa bạc hà. Đấy, còn công dụng của mật ong thì là
nó sẽ giúp cho mình là ổn định cái huyết áp này và ngăn ngừa cái bệnh tim mạch, giúp cho cái giấc ngủ của mình ngon hơn và tăng cường cái hệ miễn dịch ở trong con người chúng ta các bác. Cái mật ong này thì là có thể sử dụng được cho là cả bà bầu lẫn trẻ em cũng như là người già các bác nhé. Đấy, và nếu mà khi mà các bác nhận được mật đấy các bác thì sẽ gồm có là tem gồm có logo. Đấy, và khi mà các bác nhận được cái những cái sản phẩm mà cháu được gửi đi các bác thì đều có tem logo của bạn em này các bác nhá, thì tránh nó không có tem thì là sẽ không có phải các bác ấy. Và rất là mong những cái gian hàng của cháu Lực thì sẽ được là các bác yêu quý đón nhận để mà giúp đỡ cháu Lực cũng như là những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Và thứ hai thì là có thể là giúp cho em Quân này và những hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ các bác là bán được những cái lít mật mà nguyên chất nất gửi tới cho các bác ở trên kênh. Và thứ hai thì những cái sản phẩm mà cháu Lực đi thu mua về với các bác thì nếu mà các bác ủng hộ cháu Lực ấy thì là sẽ giúp cho cháu Lực là mỗi khi mà cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh mới thì có cháu Lực sẽ trích cái tiền ra để mà đi. Và thứ hai thì là giúp cho cháu Lực có thêm cái kinh phí đổ xăng mà đi lại nữa các bác. Đấy, còn phần phía bên này là cái chè San Tuyết của thủ Hà Giang các bác này. Chè này là chính tay mà mẹ cháu Lực là tự đi khai thác và tự đi sao về. Thì có thể là có những cái vụ mùa thì nó sẽ chè nó sẽ đậm đà hơn, còn có những cái vụ thì nó sẽ không có được đậm các bác nhé. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đổ rót ra một chút mật ong của em Quân. Hôm qua là cháu Lực chưa có đóng được các bác này. Đấy, các bác có thể cảm nhận được rằng là ở trên này là còn có một chút khí ga các bác nhá. Đấy, và có thêm chút bọt nữa này. Màu cái mật ong nó rất là đặc này các bác này. Đấy, cái mật ong này thì rất là đặc và rất là màu, cái màu nó rất là đẹp luôn các bác. Mật ong thì rất là thơm các bác ạ. Và cháu Lực cũng rất là mong sẽ được các bác yêu quý và ủng hộ cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Lực cô bác nhá. Tại hôm nay thì cháu Lực cũng đã phải nói là từ trước đến giờ cháu chưa bắt gặp là em Quân đi làm cái cảnh mà đi bóc vác như này cả cô bác ạ. Một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 15 tuổi thôi, nhưng mà những cái bao xi mà có vẻ như là rất là nặng cô bác ạ. Em ấy là một tay là em cũng có thể là bê được. Đấy thì có vẻ như là em Quân thì có một cái sức khỏe mà luôn là dồi dào như thế. Nhưng mà Quân thì cũng không có được là nghĩ mình còn trẻ là còn khỏe là làm được những công việc này đâu nhá. Có thể là hiện tại là sức khỏe em đang vác được tầm độ kịch kim là 50 cân. Đấy, nhưng mà em chỉ làm đến độ tầm là 20 cân thôi. Chứ không là sau này em già để ảnh hưởng tới sức khỏe của em rất là nhiều. Nhá. Đấy. Và có lẽ là thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.